Yes, for the moment, our target is mục tiêu của chúng tôi khi tập trung vào tập trung của chúng ta đó là đầu tiên để chuẩn bị tới chu kỳ của tuyến U19 tiếp theo. Và cái lứa U19 tiếp theo thì chính là lứa U19 hiện tại là từ các cầu thủ sinh năm 2003-2004 là sẽ hướng tới cái chu kỳ tiếp theo của U19 đó là năm 2021-2022. Thì thông qua cái giải đấu U19 quốc gia này, tôi sẽ dùng nó như một cái cơ hội để phát hiện các cầu thủ mà có tố chất, có tài năng, và tôi mong là tôi sẽ chọn được khoảng 60 cầu thủ giải đấu này. Và trong giai đoạn sắp tới thì ngay đầu tháng 10 này thôi thì cái lớp tập trung đầu tiên thì sẽ được bắt đầu, để làm thế nào tôi có thể có thời gian để làm quen dần dần hòa nhập với tất nhiên là chúng tôi cũng đã phát hiện được một số cầu thủ rất là có tố chất. Thì qua cái giải đấu này thì tôi coi là có hai mục tiêu. Thứ nhất đó là tại sao không, khi mà một số những em tốt hoàn toàn có thể là đóng góp vào lực lượng tuyển U19 và U20 hiện tại tham dự giải U20 châu Á và đồng lứa sau. Và mục tiêu thứ hai là thuộc về thành phần của lớp U17 hiện tại cũng hướng tới chu kỳ U19 trong 2019 preparation. And of course, we identified a large group to have a strong preparation to prepare the 19.